Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thông báo là vì một tháng không ra clip cho nên mình sẽ xin lỗi khán giả bằng một cái ưu đãi và bán nick lại siêu ít và thậm chí là sẽ không có lời từng nick để mình tri ân cho tất cả các bạn khán giả của Mưa Sướng các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng cập nhật giao diện đi shop có tặng 30% khuyến mại thẻ. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và có rất nhiều bạn, mình thấy vài bạn comment anh ơi con ké đi cá. Em thấy các tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là các người em thấy mọi người đánh rất là hay, và đặc biệt em bị ăn hay con Kalika này rồi. Mặc dù nó là một vị tướng, nó đu nó đứng yên như vậy thôi, nhưng em không hiểu cái lượng sát thương nó như nào, và thậm chí em cầm sát thủ vào em giết nó không được. Thì có cách nào khắc chế Kalika không? Thì clip này ngoài việc mình sẽ giới thiệu đến các bạn vị tướng Pain, thì đây là một vị tướng khắc chế 1 tỷ % các bạn nhá, chứ không phải là khắc chế cứng đâu, mà là có Kalika thì các bạn pick Pain kiểu gì các bạn cũng làm phế được cái lượng sát thương chủ lực của team địch. Thì để minh chứng những cái điều đấy, thì đầu tiên đó chính là cái clip này. Mình sẽ cầm Pain, và trong cái vai trò đi đường của mình thì mình sẽ làm chết cái thằng Kalika như thế nào. Đấy là cái điểm thứ nhất. Còn Pain để mình đánh giá thì đây là một vị tướng nhìn hơn 7/10 điểm các bạn nhé. Bởi Pain chỉ có một cái điểm trừ duy nhất, đó chính là máu giấy dễ chết thôi các bạn ạ. Và cái điểm trừ thứ hai đó là cách cắn sát thương làm sao từ từ các bạn này. Đây level 2 này các bạn thấy chưa, đây là vàng một mạng đấy, chỉ mới level 2 thôi nhưng lượng sát thương của Pain rất là to các bạn nhá. Pain thì đương nhiên rồi, nhưng vì tướng đầu game mạnh thì giữa game siêu mạnh, nhưng từ giữa game siêu mạnh trở về late game sẽ yếu dần, cái đấy thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu rồi. Nhưng khi chúng ta pick Pain, chúng ta không thể nào để cho một trận đấu late game, mà late game thì chúng ta sẽ có kiểu chơi khác. Pain khi late game không phải là không chơi được, nhưng chúng ta sẽ khó chơi và chúng ta sẽ chơi kiểu cẩn thận hơn một chút thôi. Nhưng cái điều đấy mình sẽ không nói đến, mà mình sẽ nói đến ở giai đoạn đầu game. Khi Pain sở hữu cho mình cái lượng sát thương tốt và điểm cộng của nó là đồ cơ động rất là cao, đặc biệt rằng Pain là một vị tướng tiếp cận mục tiêu tốt nhất trong tất cả các loại vị tướng, thậm chí nó ngang ngửa Nakaroth các bạn nhé. Bởi vì từ chiêu 1 của nó này và chiêu 3 của nó, khả năng tiếp cận của nó, thậm chí nó để mà nó khoảng cách thì gọi là tốt nhất trong tất cả các vị tướng, không vị tướng nó bằng các bạn nhé. Không vị tướng nó bằng luôn, thằng Nakaroth thì chỉ gọi là một màn hình hơn thì thôi, nhưng thằng Pain tiếp cận nó ngoài cả một màn hình các bạn ạ. Thì đây là một cái điểm mạnh rất tốt khi các bạn sử dụng Pain. Thì cái việc các bạn tham gia giao tranh hoặc có mắt phản gánh thì Pain là một vị tướng tốt, rất là tốt, tốt nhất trong tất cả các loại vị tướng. Cho nên tại vì sao Lao lại cho các bạn 7/10 là cái điểm khuyến khích để chơi, bởi vì hai cái điểm trừ. Điểm trừ thứ nhất là cái điểm màu giấy thì nó rất là dễ chết, nếu tất cả các bạn sử dụng sai set combo hoặc các bạn combo sai một phát thôi thì các bạn sẽ nằm xuống rất là nhanh. Và điểm trừ thứ hai đấy là từ từ bình tĩnh từ đây thôi, xệt cái thằng này đi, xệt thằng này, ok, ngon lành chim cút các bạn nhá. Và cái điểm tiếp theo là cái cắn sát thương các bạn nhá. Cái điểm 1 màu giấy thì nó sẽ phải gắn liền với cắn sát thương. Tại vì sao là như vậy? Hai cái điểm trừ này mình cho quá nặng, bởi vì hai cái điểm trừ này nó đòi hỏi tất cả các bạn phải trải qua một cái thời gian chơi. Cái cắn sát thương như mình đã nói với các bạn rồi, không có một người nào cắn được 100% sát thương cả, nhưng chỉ có người chơi có thể cắn được 70-80% hoặc thậm chí 90% trong từng pha combat giao tranh thôi. Cắn sát thương là gì? Cắn sát thương là ngoài cái việc chúng ta cắn sát thương của chúng ta giết được người chẳng hạn, thì chúng ta phải cắn cái lượng sát thương mình bị chết, hoặc chúng ta cắn đến cái mức độ này, nếu vào trong hai thằng đấy mình mà bị mất chiêu 1, dùng chiêu 1 chiêu 2 xong mà chiêu 3 mình không bay được là mình chết. Đấy, thì các bạn sẽ được cắn sát thương là như vậy. Cái cắn sát thương này là một cái phạm trù rất là rộng, cho nên đây là bị trừ rất là nhiều điểm, cho nên chỉ còn 7/10 nhá. Còn lại thì Pain là một vị tướng perfect, là một vị tướng perfect các bạn nhá. Nói chung cái lượng sát thương nó quá ok đấy, rất tuyệt vời ở đâu với giờ game, và chỉ cần đâu với giờ game sẽ làm cho team địch về late game quá lâu mới về được late game, mà có late game được thì trừ cái trận đấu đó chúng ta bị lỗi, trừ cái trận đấu đó đồng đội chúng ta quang game, chúng ta phải chấp nhận đánh late game thôi. Còn chỉ cần các bạn đồng đội các bạn đánh cơ bản thôi, các bạn đánh kiểu ok một chút thì sẽ không có một trận đấu late game khi các bạn cầm Pain đâu. Đặc biệt đây là một trận đấu gặp Kalika các bạn nhé. Tại vì sao lại khắc chỉ cần Kalika? Bởi vì các bạn phải hiểu rằng Pain là một vị tướng tiếp cận mục tiêu rất là xa, mà thằng Kalika là sẽ sử dụng chữ ba đúng các bạn, bất kỳ ở đâu các bạn nhé, thằng Pain nó sẽ bay vào đập chết thằng Kalika luôn, và Kalika là không được chơi game là cái điều ok đơn giản. Đấy,
Thường các bạn chơi Nakaroth hay các bạn chơi những vị tướng nào để bắt thằng Keleka. Khi thằng Keleka nó chữa bá chẳng hạn các bạn, thì nó sẽ đứng ở tuyến cuối cùng của team. Thì nếu thằng Na một bay vào thằng đây, thằng Keleka các bạn này, cứ chữa bá là mình đập kiểu gì nó mới chả chết các bạn. Đấy làm gì? Đấy, cứ chữa bá là chết. Đấy các bạn nhá, thằng Keleka cứ chữa bá là mình cứ bay cho bá lại và mình giết nó các bạn. Đấy. Còn các vị tướng khác muốn tiếp cận thằng Keleka ở tuyến bá thì phải vượt qua tuyến 1, vượt qua tuyến 2 của nó. Thì khi vượt qua hai cái tuyến đấy thì các bạn có đảm bảo các bạn còn sống không? Đấy, cho nên lý do vì sao? Thằng Keleka chỉ cần các bạn chơi đúng vị tướng tiến thôi thì các bạn sẽ khắc chế nó. Ok rồi, ok phá này chín cút. Ôi giời ơi, tại sao lại bị kẹo cái phá này? Rồi xong, xong luôn, đen vai trưởng anh em ạ. Đấy, đen như có cái con lên chén luôn. Rồi. Đây là phút thứ 6 và gần phút thứ 7 của game rồi và trận đấu gần kéo về giữa game rồi. Thì đầu game đến dư thì các bạn hãy nhìn cái cách của Cương Lao chơi ngoài ăn những cái mục tiêu lớn đó, thì mình đã tham gia hỗ trợ combat với team rất là nhiều. Đặc biệt đang có những cái phá phản gánh. Đấy, thằng Keleka cứ đứng ở đâu là mình bay vào. Đấy. Các bạn đã thấy cái lý do Cương Lao khẳng định là khắc chế cứng cái thằng Keleka chưa? Bởi vì hệ thằng Keleka nó bắn chưa ba ở đâu là mình bay chưa ba đến đấy là nó không bao giờ chạy được các bạn nhá. Đấy, và khi nó bắn chưa ba thì lúc đó là team địch nó chủ quan nhất. Nếu mà team địch mà kiểu mà đề phòng thằng Pain ấy thì hai ba thằng nó đứng ở quanh thằng Keleka, ok, vậy đồng đội của mình thì sẽ không bị gì đấy các bạn, ok chưa? Sẽ có những người phân tích rằng đảo Cương Lao chẳng có ai chơi đồng đội, không ai cover thằng Keleka chứ, chứ gặp tao cover Keleka thằng Pain vào đấy tao giết mày chết luôn. Ok, mình đồng ý quan điểm đấy, nhưng nếu mà đồng đội hai ba người mà quấn vào Keleka thì đồng đội của mình như nào ạ? Được gây đam Fury, làm gì có tuyến một tuyến hai để đánh tí mình ở đâu, đúng không? Hai ba người khắc chế một mình thôi đấy, chỉ cần đơn giản vậy thôi, một mình đã làm hai ba thằng nó mất thời gian thôi, thì bốn thằng tí mình còn lại sẽ đối đầu với hai thằng còn lại của team địch thì có ok không? Đấy, cho nên là phản bác cái điều đấy cho anh em nhá. Rồi tiếp tục tiếp theo các bạn nhá, để Lao làm tiếp thêm những cái vị tướng để các bạn comment xong thì Lao sẽ tiếp tục gọi là sẽ tập trung cầm Nakaroth để léo cục vàng. Đấy, léo được hay không thì tùy thuộc vào cái thời gian và thời gian rảnh các bạn nhá. Công việc của Cương Lao mỗi ngày như này này. Đấy, mỗi ngày một buổi sáng thì mình dành ra làm một clip đó liên quan mobile là rất là lâu rồi các bạn ạ. Đấy, không muốn nhanh nhảy như ngày xưa nữa đâu. Rồi tiếp tục là mình sẽ về cắt thêm một chút highlight ở kênh YouTube để mình đăng lên TikTok. Đấy, khi đăng lên TikTok các bạn biết Cương Lao làm gì nữa. Thời gian còn lại hầu như nhiều nhất hiện tại bây giờ đó chính là dành để tập trung làm một cái lĩnh vực tiếp, đó là lĩnh vực về thời trang, bán hàng hiểu xuất xỉn các bạn nhé. Đấy, thực sự để mà nói chém miệng thì nói chung là mới có 4 buổi live thôi. Thì bản thân Cương Lao nói chung là cũng bán được không phải gọi là nhiều mà cũng không phải gọi là ít, mà là bán được tầm 90% cái lượng hàng mình có. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Đấy, hiện tại tại vì sao là nhiều người ô 90% đó anh Cương Lao rau thế à? Không phải là các bạn ạ, bởi vì hàng của Lao là hàng xỉn xuất khẩu của các bạn, hàng hiểu xuất xỉn ấy. Thì là ví dụ mỗi lần mình nhập thì chỉ được có 10 cái đồ về thôi, cho nên là ít hàng lắm. Từ từ các bạn, đây này, Keleka này. Một kẻ mái kẻ bốc hơi không chỗ cái gì. Thằng Keleka chưa hiểu gì đâu các bạn ạ. Thằng Keleka nó vẫn chưa hiểu cái điều gì xảy ra đâu. Chưa hiểu đâu các bạn nhé. Từ từ đây sẽ hiểu các bạn thấy chưa? Đó lý do tại vì sao mà Lao khẳng định là 1000% này các bạn nhá. Rồi từ từ. Đấy, cần thiết chứa một chảy các bạn nhá. Đặc biệt quên. Mình quên sau đây anh em một cái điều. Là thằng Pain các bạn nhá, chúng ta phải tận dụng một cái nồi tài này cơ các bạn ạ. Khi thằng Pain nó dung chứa một ấy thì thằng Pain nó được giảm sát thương khi trong quá trình đi ổ cái phản này kêu cầu ổ ôi nó thiếu một chém kìa. Đấy. Khi tất cả các bạn mà gặp thằng ngủ không hay thằng nào đập các bạn ấy thì các bạn dùng chứa một các bạn sẽ được giảm rất nhiều sát thương các bạn nhé. Các bạn sẽ được giảm rất nhiều cái lượng sát thương. Đấy, cho nên các bạn tận dụng với chứa một để nẻ sát thương là cái ok đó các bạn nhé. Rồi Keleka tiếp tục. Chào Keleka đấy, có được chơi game đâu. Có được chơi game đâu. Cho thằng Keleka có thêm tốc biến nữa thì chứa một của thằng Pain chỉ cần hai lần đẩy cái thằng ngủ không, chỉ cần hai chém các bạn la ra đi luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên rằng là đấy, vừa rồi thì mình đã nói sơ qua tất cả công việc một ngày của Cương Lao như nào. Ôi máy, mình vừa lấy băng sướng các bạn xem Lao xử lý pha này này. Chuẩn bị nó đến là bấm băng sướng này, băng sướng bắt dùng chưa một luôn các bạn nhá. Này đây, dùng chưa một đánh qua quả bên kia, đấy, thoát luôn các bạn nhá. Đấy, ok, ngon lành anh Đao. Vừa rồi thì Lao đã chia sẻ công việc một ngày của Lao, cho nên nhiều bạn thắc mắc lắm.
Hiện tại thì Lan đang phân bổ giữa Liên Quân và công việc ở bán hàng của mình thành 60-40. Liên Quân thì mình vẫn tối ưu, đó là 60%. Mình phải dành hết tất cả những cái nội dung trước tiên, làm xong Liên Quân thì mình mới tập trung vào bán hàng. Cho nên là như những bạn nào mà lỡ đặt hàng của Lao rồi mà hơi chậm một chút thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì tất cả là do một mình làm. Hiện tại chưa có thuê nhân viên nhân đô gì đâu. Sau này khi ra hè rồi ấy, ra năm ấy, thì mình sẽ thuê nhân viên bán những đô hè, thì các bạn sẽ được đặt đô, các bạn sẽ có nhanh luôn. Đấy, con đô của Lao thì các bạn biết rồi, nó là một cái đô siêu chất lượng thôi, hàng hiệu mà các bạn, hàng hiệu xuất xỉn mà. Đấy, giống như mình cũng chia sẻ anh em, vừa rồi mình bán đôi giày đấy. Ở store thì bán 3.8 triệu, thì Lao bán có 999.000 thôi, cùng là chất lượng như nhau, là hàng hiệu các bạn nhá, hàng xịn nhá. Báo anh em nào mà chưa có tin tưởng, chưa biết gì thì mình báo anh em báo store nhá. Anh em mua đồ store của Cương Lao thì anh em có thể là mua đồ Cương Lao thì có thể ra store so sánh nhá, chỉ cần mà thấy khác một phát thôi hãy trả lại cho Lao, Lao xin phép dẹp tiệm luôn các bạn nhá. Đấy, và hiện tại thì Lao đang hỗ trợ giá các bạn nhá, đó hầu như bán không có lại. Đấy, hỗ trợ giá cho anh em nào mua đồ để mặc Tết các bạn nhá, mà cùng Lao cũng khuyến thẳng luôn, không có đô nhiều đâu. Cho nên anh em nào có nhu cầu mua Tết thì mình làm ở bên fanpage, làm fanpage các bạn ạ, ở chùa Mơ Dương Găm Minh nhá, search là ra. Rồi mình nghỉ clip này kết thúc rồi, và hẹn gặp tất cả các bạn vào clip sau, và tất cả các bạn hãy mai, yêu bye bye nhá.